Quả sầu riêng được nhiều người ở Đông Nam Á xem như là vua của các loại trái cây. Đây là loại quả đặc trưng chỉ riêng vùng nhiệt đới mới có. Nó đặc biệt ở chỗ, ai sợ thì sẽ rất sợ, chỉ cần ngửi mùi là không chịu nổi. Nhưng những ai đam mê thì sẽ không cưỡng lại nổi mùi hương và vị béo béo ngậy ngậy của sầu riêng. Ở Việt Nam, sầu riêng được du nhập từ Thái Lan và được trồng đầu tiên ở vùng Tân Quy, Biên Hòa, sau đó lan rộng ra các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Mùa chính vụ bắt đầu khoảng từ tháng 7, tháng 8 trở đi. Ở miền Tây sớm hơn đôi chút do khí hậu ấm áp. Là loại trái cây ngon và mang nhiều giá trị dinh dưỡng là thế. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, người tiêu dùng cũng không khỏi hoang mang, lo lắng mỗi khi đến mùa sầu riêng bởi vấn đề sầu riêng nhúng thuốc ép chín. Do sợ việc lấy sầu riêng chín cây bán sẽ khó vận chuyển, dễ bị nát, hỏng, nên nhiều thương lái thường đi cắt sầu riêng xanh về rồi ngâm thuốc. Nếu tẩm nhiều thuốc thì chỉ cần hơn một ngày sau là sầu riêng đã chín và có thể ăn được. Khi sầu riêng tràn ngập các khu chợ, các bà nội trợ cần chuẩn bị một số kiến thức để không mua phải những trái sầu riêng chín ép do hóa chất, vừa không ngon lại ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Một cái phụ gia, một cái hóa chất mà người ta cho phép dùng trong thực phẩm và an toàn cho người sử dụng ở Cục Bảo vệ Thực vật hay là ở các cái cơ quan mà bảo vệ thực vật trên thế giới người ta vẫn xài, đó là Ethylene. Thì đây là một cái chất mà được phép với một cái hàm lượng cho phép, chứ không phải được phép là có thể sử dụng nó nhiều. Nó không gây hại. Tuy nhiên cái Ethylene mà sử dụng trong thực phẩm đó, thì phải nói là có thể cái giá thành nó cao và cái liều lượng sử dụng người ta cũng hạn chế. Nhưng mà cái người sản xuất đó, thì khi mình nói không khéo đó, thì oan cho cái người sản xuất trái cây. Tất cả mọi nơi trên thế giới này người ta đều sử dụng Ethylene, người ta đều sử dụng những cái chất để mà giúp cho cái trái nó chín đều và nó chín đúng vào cái thời điểm mà người ta mong muốn để bán cho nó được giá, và cái màu sắc cũng như bên ngoài nó đẹp, thì cái điều này là cho phép và nó không gây hại cho cơ thể. Nó làm chín đều, nó làm cho cái tăng cái chất lượng của bên trong của cái ruột của trái ấy nữa đó. Nhưng mà cái quan trọng là có phải đúng Ethylene của cái thực phẩm cho phép không, hay là những cái hóa chất mà người ta sử dụng cho những cái công nghệ chứ không phải là thực phẩm, mà người ta nó ra giá thành nó rẻ cho nên người ta sử dụng nó. Cái hại là từ cái chỗ này. Cái kế nữa đó là cái cách, cái liều lượng của cái người nông dân á, được hướng dẫn kỹ lưỡng hay không. Có khi người ta dùng người ta xịt thôi, và xịt xong 3-4 ngày sau người ta mới được đưa cái trái đó ra cho người tiêu dùng. Nhưng mà có khi người ta chỉ cần làm đêm sau là người ta hái rồi. Thì như vậy xịt hoặc hái xuống rồi nhúng trong hóa chất, thì cái đó là thực sự chưa ai đánh giá cái mức hại nó như thế nào. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng bao giờ cái bao bì mà bán cái Ethylene người ta cũng ghi là sử dụng với liều lượng cho phép. Và bây giờ cái liều lượng nó làm sao biết được, cái cho phép mức nào không ai kiểm tra kiểm soát. Đó thì quan trọng là thí dụ như trái sầu riêng, trái mít, đó là những cái trái vỏ dày, người ta phải sử dụng một cái lượng nào đó để giúp cho nó chín đều. Chứ nếu không thì nó sượng, nó này kia đủ thứ ở phía trong thì cũng có hại. Đó, nhưng mà ngược lại thì dùng với cái liều lượng nào thì thích hợp. Thì đó là cái thành phần hóa chất mà được phép, và các tất cả mọi nơi trên thế giới này sản xuất trái cây để đưa đến người tiêu dùng, người ta đều dùng nó. Chứ không phải mình nói ở đây dùng mà nơi khác không dùng. Tuy nhiên người ta dùng với một cái liều lượng được kiểm nghiệm thật chính xác từ các cái cơ quan kiểm soát. Thì đối với chúng ta đây, nếu mà vì sức khỏe của người dân thì cơ quan kiểm soát sẽ phải vào cuộc để giúp cho người nông dân cái khâu này. Chứ mình không thể biết được là người ta dùng cái gì, bởi vì những cái loại đó buôn bán ở trên thị trường đầy hết, chúng ta không có biết được. Thank you.
Ở nước ta, sầu riêng có 60 loại và chỉ cho quả ngon nhất nếu trồng ở vùng Nam Bộ, đặc biệt là sầu riêng của vùng đất Phù Sa Tây Nam Bộ. Bến Tre được mệnh danh là vùng đất vạn dừa. Bên cạnh dừa, một đặc sản cũng nổi tiếng gần xa đó là sầu riêng Cái Mơn. Sầu riêng Cái Mơn có cơm màu trắng hoặc màu mỡ gà bọc quanh hạt lép, có mùi thơm đặc trưng. Cơm càng dày, vị càng ngọt, càng béo đậm đà. Ăn vào có cảm giác như tan trong miệng. À, giờ thưa cô, thì ở đây thì cô bán những cái loại sầu riêng nào ạ? À? Dạ gì là bán sầu riêng sáu hũ, chuồng bò, sáu ri, mỏn thon, bốn loại. Mà ngon nhất là sầu riêng sáu hũ, là giống của Mã Lai Việt Nam mình trồng. Hàng này là hàng của Cây Lậy Tiền Giang. Nếu mình muốn lựa sầu riêng ngon thì mình phải hửi nó phải thơm. Như mình lấy cái đục mình gõ nó bầm bầm rồi nó chín. Gai là mình nhìn nó mà cái gai nó sáng sáng là nó sầu riêng nó ngon. Còn nếu mà sầu riêng nó mà hái non là cái gai nó gai nó nhỏ. Còn nếu mà sầu riêng mà nó mà chín là nó sẽ cái gai nó lớn. Bây giờ hiện tại bây giờ sầu riêng sáu hũ thì 200 một ký. Còn sầu riêng chuồng bò 190. Còn sầu ri với mỏng thon là 170. Sầu riêng là loại quả được nhiều người ưa thích bởi rất giàu năng lượng. 100 gram sầu riêng cung cấp từ 129 đến 181 calo. Như vậy, trái sầu riêng trung bình từ 1 đến 1,5 kg sẽ cung cấp tới 1.000 calo. Sầu riêng là loại quả rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi ăn loại quả này, bạn cũng cần lưu ý. Tuyệt đối không được ăn kèm sầu riêng với các thức uống có cồn như bia, rượu. Sầu riêng kết hợp cùng thức uống có cồn làm tăng nguy cơ ngộ độc. Sầu riêng chứa rất nhiều đường và chất béo. Việc ăn hàng ngày sẽ sinh nhiệt trong cơ thể, gây nóng trong, nổi mụn và nhiệt miệng. Ngoài ra, sầu riêng làm món ăn kết hợp cùng các gia vị cay nóng như ớt, tỏi sẽ gây ra tình trạng bứt rứt khó chịu trong người. Tại vì cái sầu riêng chúng ta biết là nó có vị ngọt. Vị ngọt tức là chất đường trong nó, calori rất nhiều. Cho nên cái người bị đái tháo đường thì nó là một trong những cái thứ loại trái cây là kiêng dùng. Với cái hàm lượng đường của nó đó thì khi mà ăn vào cơ thể nó tạo ra các calori, thì chúng ta cũng biết là cái nào mà nó tạo calori cũng như là đường nó quá nhiều thì nó sẽ tăng cái thân nhiệt, nó tích nhiệt. Và cái tích nhiệt này đó thì không phải chỉ có thân nhiệt làm cảm giác nóng lên, mà cái cơ thể nó còn sản xuất ra, do cái tăng cái chuyển hóa đó, nó sản xuất ra những cái thành phần mà nó có thể gây hình ảnh giống như chúng ta hình dung là nó có nhọn trên da, nó có mẩn, nó có sẩn, hay là nó lở, hay nó rét lưỡi, vân vân, thì chúng ta hay nói nhiệt. Thì cái nhiệt nó là như thế, nó thể hiện bằng cái hình thức là bộc lộ ra ngoài da bằng cái nhọt, cái lở, hay là cái nóng, cảm giác nóng ở trong cơ thể, thì đó là tích nhiệt. Để tận dụng tối đa những giá trị dinh dưỡng cũng như trung hòa tính nóng của trái sầu riêng, bạn nên kết hợp cùng các loại quả mang tính hàn như măng cụt, dứa, thanh long. Phụ nữ có thai hoặc người có huyết áp cao không nên ăn sầu riêng vì nhiều đường và tính nóng, có thể gây tăng huyết áp và bốc hỏa, đầy hơi, khó tiêu ở bà bầu.